Ôi rồi ôi, Hà Nội thì lạnh rồi, tôi cũng đã mua một cái chăn để sắp tới là có lạnh nữa thì tôi vẫn có thể ngồi nhà tôi ngửi nước hoa, tôi viết kịch bản và tôi đắp chăn. Đấy, đúng chăn Giáng sinh không? Và thời gian vừa qua tôi đã tự thưởng cho bản thân một sản phẩm của nhà Solutong, đó là Santo Mazusker. Đây. Ui rồi ôi. Tôi vừa xịt đấy xong, cái cảm giác phê. Lâu lắm rồi mới lại tự thưởng cho bản thân một cái mùi hương ưng ý đến như vậy. Và hôm nay thì xem mình chia sẻ cảm nhận về em này như thế nào. Lỡ đâu nó lại phù hợp với cái phong cách của các bạn. Và yên tâm rằng nó không chỉ xuất hiện ở trong mỗi một video này đâu. Chúng ta còn một video Tết và đương nhiên em nó cũng sẽ ở trong cái list đấy. Đầu tiên thì có một cái mà mình rất rất thích của nhà Solutong, đó chính là về cái thiết kế của em nó. Mặc dù các bạn nhìn trông rất là tối giản thôi, nhưng mà cảm giác cái là cái phần tem của Solutong nó luôn luôn làm nổi bật cái sản phẩm của nhà nước hoa này. Đặc biệt là cái phần nắp của nó thì cũng có hai cái loại nắp khác nhau, có nghĩa là chai này có thể refill được. Đây. Đó. Các bạn cũng có một cái nắp tròn để đậy vào nếu như các bạn mang đi, còn nếu các bạn muốn dùng thì các bạn có thể đậy cái nắp này vào. Và cái vòi xịt của nó thì cũng rất là ổn, tóm lại là khoảng tầm 3 4 chai như nhà tôi bày trên góc này thì cũng rất là đẹp. Tôi đang tính mua thêm vài con nữa, trà chiều cũng như là con vetiver oriental rồi con bonnell nữa, khá là nhiều con mà tôi cũng rất là thích để có thể sưu tập lại. Nhưng mà nhà này có một cái điều, đó là nếu như các bạn chưa ngửi qua những cái sản phẩm của nhà Shakutom mà các bạn đã mua luôn ấy, thì cái khả năng mà các bạn mua ở những cái nơi nó không uy tín thì cái việc dui giữa các thứ nó cháo nhau nó rất là dễ nhá. Hãy nhớ rằng là chai này là chai refill được. Thì đấy là một cái điều duy nhất mà các bạn phải cân nhắc về cái phần thiết kế thôi. Cái tiếp theo đó là về phần mùi hương. Thực sự thì mấy ngày nay tôi liên tục xịt Santo của Shakutom. Mùi hương này khi mà các bạn vừa mới xịt ra thì các bạn nhận thấy một cái bay mùi gỗ cực kỳ rõ rệt. Các bạn sẽ không phải đoán là ở nó là mùi gì cả, vì cái bay gỗ nó sẽ lên rõ luôn. Và cái bay gỗ ở đây ban đầu nó có cảm giác hơi xanh tươi, nó làm mình nghĩ tới những cái tán lá kim từ những cái cây như kiểu là cây tùng này, cây thông, và các bạn bứt xuống các bạn vặt ra nó vẫn còn một chút kiểu nét xanh đắng của nhựa nó chảy ra, và nó làm cho cái mùi hương thực sự là rất là sống động. Và mình bẵng đi khoảng tầm 10 đến 15 phút để đi ra ngoài thì khi mà mình đến quán ăn thì mình ngửi thấy cái mùi hương của em nó, thì lúc này nó lại trở thành một cái hình ảnh hoàn toàn khác so với lúc đầu mà mình xịt. Lúc này thì Santo ở trên da mình nó như kiểu là cái hình ảnh mình đang cầm cái lá à cái một cái miếng gỗ đàn hương, nó đã qua gọt giũa bào đi hết những cái phần thô ráp của cái phần vỏ cây, nó chỉ còn lại mỗi cái phần thân trắng mượt, xong rồi các bạn đưa lên mũi ngửi một cái cảm giác béo béo ngậy ngậy đặc trưng của đàn hương. Tất nhiên là cái nét tươi xanh nó vẫn đi kèm, nó làm cho cái miếng gỗ ở đây nó như kiểu là vừa mới bào xong vậy. Và các bạn đưa lên các bạn ngửi, và lúc này thì các bạn đang cố gắng xoay cái miếng gỗ để xem là mùi hương ở đâu nó rõ rệt nhất, và các bạn có thể tận hưởng hít hà nó một cách sâu nhất có thể. Thì đấy là cái hình ảnh mà khoảng tầm 10 phút thì Santo của Solutong đưa mình tới. Khoảng tầm hơn 2 tiếng ở trên da thì Santo Mazusker đưa mình tới khá là nhiều những cái hình ảnh khác nhau về cái bay mùi gỗ họ làm. Đàn hương của họ làm thì không bị quá là ngộp hay là kiểu quá là béo. Ngộp ở đây thì mình đã từng gửi qua con đàn hương của nhà Monte Carlo, ngửi cảm giác hơi nhiều phấn rồi bị ngợp với cái nét béo. Còn với đàn hương của Solutong thì nó lại là một cái thứ đàn hương cảm giác nó hơi bị buồn và nó không phải lên quá rõ rệt. Nếu mà để nói rằng là nó bị ngộp thì không, nhưng mà để mà yếu đuối thì nó cũng không hoàn toàn là một cái mùi hương đàn hương yếu đuối, mà cảm giác ở trên da mình thì cái thứ đàn hương này nó có cảm giác nó hơi trầm trưởng thành và nó có một nét rất là buồn man mác vậy. Cái cảm giác khi mà mình xịt em này khoảng tầm 3 tiếng ở trên da thì mình ngửi, nó làm mình nghĩ tới cái việc là mình đi du lịch vào những cái nơi mà nó bị trái mùa. Nó như kiểu là các bạn lên Đà Lạt vào những ngày trời siêu lạnh, cảm giác mọi thứ nó không như các bạn tưởng tượng, hay gần gũi hơn đó là cái cảm giác mà các bạn đi Hội An, một cái nơi mà thường tấp nập vào những ngày hè, nhưng mà với những cái ngày mưa hay là những cái ngày mà trái mùa, thời tiết nó không được ủng hộ cho lắm, thì các bạn đến đó các bạn sẽ bị kiểu bất ngờ bởi cái không gian nó không như mình suy nghĩ, mình xem ở trên những cái video mà đây nó có cảm giác kiểu mọi người nó trống vắng, nó có cảm giác kiểu buồn man mác, nhưng mà kiểu cái bản thân mình thì không phải là một cái người và trách móc gì cả, mà khi mình xịt cái mùi hương này thì mình có cảm giác kiểu nó đúng kiểu mình đã trưởng thành rồi, và
cảm giác rằng là mình có thể chấp nhận, không sao, mình vẫn mỉm cười rất tươi vui tại vì mình đã lựa chọn đi vào một cái giờ nó không đúng, nhưng mà đó cũng là một cái trải nghiệm mới lạ. Thì cái con Santo của nhà Sóc Lô Thong này mang tới cảm giác như vậy, trưởng thành, có nét buồn man mác, và cái bay mùi gỗ nó không làm quá nặng, cũng không quá là nhẹ, và cái hướng làm nó cũng chả phải quá là sáng như là đàn hương của Meander, mà nó cũng không phải là mùi đàn hương tối dịp làm cho mình cảm giác buồn bã lắm. Nó chỉ đơn giản là nó là một cái nốt trầm ở trong một cuộc đời, hay là kiểu ở trong một cái bản nhạc, mình nghĩ là như vậy. Con này thì các bạn cần phải trải nghiệm thì các bạn mới thấy rằng là sản phẩm của nhà Solo Thong làm nó lúc nào có một cái cảm giác hơi buồn, nó không quá nam tính nhưng mà nó cũng có nét đẹp, một cái nét đẹp có phần hơi kiểu tao nhã, thanh lịch, nhưng mà nó cũng không bị cái hướng là làm nữ tính quá. Đấy là một cái điều mà mình tin là fan của Solo Thong luôn luôn theo dõi và ủng hộ những sản phẩm của ông và yêu ông vì cái nét ông làm mùi như vậy. Nếu như các bạn hỏi mình chai nước hoa này sử dụng vào cái dịp nào thì nói thật với các bạn là mình cũng không biết trả lời như thế nào. Tại vì những cái gì mình cảm nhận về em nó vẽ nên một cái chuyến du lịch, một cái hình ảnh quá rõ rệt như mình vừa nói ở trên. Thì cái thời điểm mà mình nghĩ là sử dụng em này có lẽ là sẽ là một cái ngày mùa đông. Một cái ngày mà ngày thường đi, không phải là một cái ngày cuối tuần, nó cũng chả phải là một cái dịp đặc biệt. Chỉ đơn giản rằng là hôm đấy cái cảm xúc của bạn nó không được gọi là quá nhiều năng lượng, nó không được quá là tích cực. Nhưng mà các bạn cũng biết rằng là trong tuần sẽ có những ngày như vậy. Thì các bạn xịt em nó thì các bạn sẽ tìm được một cái sự đồng điệu. Cái con này mấy ngày nay mình xịt khá nhiều. Tại vì mình nghĩ là nó cũng phù hợp với cái cảm xúc bây giờ của mình. Cảm xúc của một người thất nghiệp. Và có một điều nữa các bạn cần cân nhắc về em nó. Đó là về cái độ lưu và độ tỏa hương hay gọi là hiệu năng ấy. Thì con này ở trên da mình nó thật là nó lưu được khoảng tầm 6, không, tầm 7 tiếng. Nó không phải là một cái gọi là những cái lựa chọn tốt nhất cho mùa đông, đặc biệt là với một cái bay mùi gỗ nữa. Thêm một cái yếu tố nữa đó là về cái phần độ tỏa hương của em nó thì gần như là nó không tỏa mấy. Nó chỉ tầm skin scent, chắc là tầm khoảng gần nửa cánh tay một tí thôi. Đây là một cái lựa chọn mà mình nghĩ là các bạn trẻ, đặc biệt là những người dùng nước hoa, các bạn không hề thích. Nhưng mà với những người mà đã sưu tập nhiều thì đôi khi các bạn cần một cái mùi hương nó như là một cái chiếc áo giữ nhiệt cho cơ thể, giữ cho cảm xúc của ngày hôm đấy các bạn nó ổn định, nó như các bạn mong muốn. Thì Santo Mazuka của Solo Thong là một trong những lựa chọn như thế. Đây không phải là một chai nước hoa mà các bạn có thể thực dụng vào được hàng ngày, mà các bạn cần lựa chọn cho mình một cái cảm xúc. Mình nhiều nước hoa nhưng mà có những chai thực sự là mình chắc là tầm 4-5 tháng mình không sờ lại. Nhưng mà có những chai mà chỉ cần đúng một dịp thôi, hoặc là đúng một cái ngày mà cái cảm xúc của mình nghĩ rằng là nó phù hợp với mùi hương đấy, mình xịt nó lên người và cảm giác là ngày hôm đấy của mình nó sẽ nhớ mãi mãi. Và sau này nếu như mình có một ngày nào đó cái tâm trạng của mình như vậy, hay là mình ngửi được một cái mùi hương nào đấy, thì mình cũng sẽ có một cái sự đồng điệu và nhớ ngay lại cái cảm xúc khi mà mình xịt những cái mùi hương nó giống với cái tâm trạng của mình ngày hôm đó. Thì đây là một cái mùi hương kiểu như thế. Nó như kiểu là một bài thuốc ấy, nó chỉ chữa được một loại bệnh thôi, chứ nó không phải là một cái chai nước hoa hay là một mùi hương mà các bạn có thể diện lên người để đi khoe với tất cả mọi người. Với mình, Santo Mazuka là một trong những cái mùi hương như vậy. Và không biết là các bạn đã xài qua những sản phẩm của nhà Solo Thong chưa, đặc biệt là em này, thì rất là mong các bạn chia sẻ cảm nhận ở bên dưới. Và nếu các bạn thấy video này hay thì tôi cũng rất mong các bạn có thể chia sẻ cảm nhận của các bạn, cũng như là chia sẻ cái video này đến nhiều người hơn. Và đừng quên việc like, share cũng như là ấn vào nút chuông theo dõi nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Bye.